Hello, công Trần xin kính chào quý cô bác anh chị. Hôm nay mình đi trên đường Nguyễn Ái Quốc ngang chỗ đây là nhà sách Nguyễn Văn Cừ các bạn. Thì mình vô tình gặp có một anh có lẽ là bị tàn tật các bạn đang ngồi đây. Mình cũng chưa biết là ngồi đây làm gì cả các bạn. Thì mình sẽ ghé lại đây trò chuyện với anh xem sao các bạn. Em cho anh hỏi. Mình ngồi đây làm gì em? Ngồi đây xin tiền đúng không? Từ tối nhà mình xin được nhiều tiền chưa? Được 501 đúng không? Thế mình em cho anh hỏi em tên là gì? Em tên là gì? Em nhớ là tên Tu. Em nhớ là tên Tu đấy à? Tu, tại sao cái tên này là ba mẹ em đặt tên cho em hay là sao? Trong cô nhi viện đặt tên cho em. Vậy là em sống trong cô nhi viện đi nha đúng không? Thế hiện nay em ngủ ở đâu? Em nhà chỗ nào thì ngủ chỗ đấy. Bảo chỗ nào ngủ chỗ đấy. Thế em đi xin này, nếu mà một ngày được 500.000 là 501 đúng không? Từ tối nha, là em đi từ lúc mấy giờ? Em đi từ 4 giờ sáng. 4 giờ sáng đến giờ này đúng không? Là bây giờ là hơn 10 giờ đêm rồi ha. Thế em đi xin này, nếu được cần này không sao. Em đi xin này, em đi xin này, thì những cái số tiền này em để đâu? Em vào chùa để. Em đem vào trong tiền trong chùa để. Sau đó là chùa là đi vào bệnh viện. Chân như này. Em đi xin tiền gửi trong chùa đúng không? Xong rồi chùa này, ở chùa đó đem cái số tiền này vào bệnh viện đúng không? Để khám chân của em. Đúng không? Thế em cho anh xem cái chân của em bị làm sao? Chân em bị làm sao? Em xem cho anh xem nào. Em kéo quần anh xem nào. Đâu? Cái chân này nó bị chai ha. Nó bị đau không? Em kéo cái quần này lên cho anh xem. Là anh có đi được không? Hiện nay em có đi được không? Em đi thử cho anh xem nào. Em để đó, em đi thử cho anh xem xíu nào. Em cứ để đó đi, em cứ để đó đi. Em chứ không lo đâu. Nhá. Em đi đi thẳng lên, em cố gắng em đi thẳng anh xem nào. Rồi ok em. Rồi em đi về đây anh xem nào. Bây giờ anh hỏi em như thế này nhá. Em xin tiền này em đưa vào trong chùa, là chùa ở đâu em? Em không biết chùa đâu đấy. Chùa nào cũng vào hết à. Chùa nào em cũng vào. Thế ở Biên Hòa này em vào những chùa nào rồi? Ba cái rồi. Ba cái rồi. Giờ em ngồi trong đây anh nói chuyện với em xíu ha. Thế em đem vào tiền trong chùa thì ba chùa thì có thể chùa nào em nói tên cho anh nghe thế nào? Em không biết chữ, chỉ biết không biết chữ thì em cũng phải biết được cái chùa đó. Cái chùa đấy tên là gì các em? Chùa Vĩnh Phúc hay là chùa gì ạ? Em cũng quên. Ở khu vực nào? Nhiều người còn cứu em chứ em. Ở khu vực nào? Em không biết chữ thật. Nhưng mà ở khu vực nào em tả đường, em ở đây em bị ở Biên Hòa em phải biết đường đúng không? Một cái chợ là ở Vũng Tàu. Chùa ở Vũng Tàu đúng không? Nhưng mà thực tế là bà em đưa tiền cho sư thầy hay là đưa cho sư cô hay đưa cho ai? Sư thầy. Sư thầy tên gì? Sư thầy tên gì em? Tên OK. Sư thầy tên Hải đúng không? Là sư thầy đấy, chùa tên gì em có biết tên không? Không. Sư thầy này biết đâu, sư thầy không bao giờ bắt. Nhưng mà sư thầy kêu em đi xin tiền. Không. Hay là sao? Em tự nguyện đi. Em tự nguyện đi. Thế em đi xin tiền này đưa cho thầy, sư thầy đúng không? Nhưng mà thầy có cầm không? Thầy có cầm không? Thầy cũng cầm, thầy đó là chỉ lấy tiền này ra vào viện để chữa chân thôi, không làm gì cả. Thế trước ấy, hiện nay cái chân của em đi khám bao giờ chưa? Đi 2 lần rồi. Đi 2 lần em đi bệnh viện nào? Ai đưa em đi? Ai là người đưa em đi? Sư thầy. Sư thầy đưa em đi. Thế bây giờ bác sĩ nói là chỉ
cái tí thầy nào mà ôm với mình về nè. À. Hay đi vào chợ thầy đấy là em hay đi thầy đấy là. Cái thầy đi bê cái bình bán này á hả? À, mà mắt cũng to to hả? À, ở khu vực nào? Ở khu vực nào? Em hay tới nhìn cái chợ ấy đây này, chợ dưới đây này. Coi bị lừa đâu. Chợ nào em? Chợ đó rồi. Em vui đó rồi, chợ đó. Em hôm trước em bị mà thầy lừa em rồi. À. Cầm cái bình về tại vì anh biết đâu vậy. Em cái bình về là à. Em rồi thầy, thầy nói là chân con thì sao con nói là chân con thì què thầy nói là xin được bao nhiêu tiền rồi cho thầy giữ. Nhưng mà thầy đã trong chùa hay là thầy đi lang thang ngoài đường này thôi? Em thấy gì ngoài vậy này. Nhưng mà thầy thầy cũng đi xin tiền luôn hay sao? Không biết, thế thầy cầm cái bình về thôi, bình to về này, nói thầy ô về này. À. Về. Nhưng mà em khai cho thật, tại vì em biết đâu em nói cho đúng còn nhiều người còn giúp đỡ em. Được. Em hiểu không? À. Thế thầy đó tên gì em có biết không? Không, em không biết. Em gửi tiền cho thầy mà lại tại sao em lại không biết tiền, không biết tên? Thầy không cho tên, thầy đó là kịp xa, đi hay đi trên đường. Không cho tên thì em không cho người, em đưa tiền cho thầy đúng không? Vâng. Mà nếu thầy không cho em biết tên thì em đưa thầy tiền cho thầy thì thầy cãi thì sao? Thì bởi vì thầy nói là chữa cái chân này cho em thì chữa, em biết tin chứ. Chữa hết bao nhiêu tiền? Thì nói là đến 2 triệu cơ. 2 triệu? Vâng. 2 triệu mà em xin bao nhiêu ngày nay rồi? Em đã đi được 3 ngày. 3 ngày? À. Số ngày được 200, số ngày được trăm mấy hơn. 200? Vâng. Thế còn hiện nay là lúc trước đây là em đi làm cái việc công việc gì? Lúc trước này em bán vé số. Thế tại sao giờ em không bán vé số? Chân đau không đi nổi. Đau không đi được? Vâng. Thế bây giờ hiện nay là em đi bộ, bây giờ lát nữa em đi từ đâu, từ đây về đâu? À, có phải có người chở em hay là như thế nào? Ai chở em? Có một xe ôm hay có một ông xe ôm chở. À, xe ôm chở về đâu? Có biết em phải biết số điện thoại thì em mới gọi được để ông chở. Không phải, ông em nay để dưới kia xa. Anh không thể nào phải liên lạc được. Đúng rồi. Ông phải lên kia xa 26 á. Này em ở trọ hay là em ở ngủ đâu? Không, chỉ đứng ghế thôi, ông phải lai em về chùa. Rồi thôi. Em lai em về chùa. Mỗi lần mà gặp em thì ông phải biết địa điểm em ngồi ở đâu. Có, ông đã biết nè. Lai về chùa nhưng chùa nào em có biết không? Có biết. Biết tên không? Không. Bây giờ như thế này nhá. Rồi. Anh tại sao anh phải hỏi em sâu như vậy? Rồi. Em phải hiểu như vậy. Rồi. Đúng không? Anh hỏi như vậy là mục đích là anh muốn giúp em. Rồi. Nhá, không có ý đồ gì khác. Rồi. Anh muốn giúp em là những cái đồng tiền em đi kiếm được. Rồi. Hoặc là người ta cho em. Rồi. Anh không có lấy của em mà anh không có làm gì. Rồi. Em hiểu không? Rồi. Nhưng ý anh muốn hỏi là những số tiền này em xin được, em có được xài hay không? Đúng không? Và cái số tiền này em để làm gì? Em hiểu ý anh không? Chữa chân này tôi không làm chữa chân. Bây giờ anh nói cho em nghe nè. Vâng. Bây giờ nếu như em xin để chữa cái chân này, ông thầy nói là chữa chân là 2 triệu đúng không? Vâng. Nhưng mà hiện nay em đã đi khám chưa? Đi một lần rồi. Đi khám là bác sĩ nói em sao? Thì nói là chân này là nó bị trật khớp. Trật khớp? Em nói vậy thôi. Bây giờ anh nói như này nhá. Vâng. Ngày mai, bây giờ em cho anh biết, lát anh sẽ theo về chỗ em ở. Vâng. Nhá. Ngày mai bao nhiêu người chung tay nhá. Ngày mai anh sẽ kêu gọi hoặc anh sẽ hỗ trợ em hết 2 triệu. Thì có nghĩa rằng từ ngày mốt em không có đi xin nữa, đúng không? Được. Em bán với số ok không? Được. Nhá. Được. Còn những cái chùa nào ở đâu thì em phải cho anh biết. Có thể là lát nữa anh kêu xe ôm chở đi cùng. Được. Hoặc ngày mai em sẽ cho anh ở địa điểm nào. Được. Anh sẽ chở em đi nhá. Được. Hoặc anh kêu xe chở em đi, đúng không? Được không? Được. Bây giờ em thấy không, em có mặt này nè, em vào chùa, em ở các thầy lúc nào cũng lo cho em hết. Chỉ nói thật, nếu mà thầy tu đắc đạo lúc nào cũng đỡ em hết. Em không cần để em vào đây em tu với thầy còn vui nữa. Chỉ nói thiệt, em không phải khổ nè, em đi ra ngoài này đâu, chỉ nói thiệt. Đó, là em biết đâu, cái này chỉ nói thiệt, cái này em xin, em nuôi được ai hay là như thế nào. Em biết đâu, mình đã có cái, em biết đâu, mình đã một, mình đã bị tật này á là do là mình cái kiếp trước của mình, cái nghiệp của mình. Đây là nếu mà em tu được là cái tốt, em hiểu không? Rồi. Em tu được là cái tốt, hiểu không? Rồi. Bây giờ anh nói em nghe này nhá. Rồi. Anh muốn giúp em. Rồi. Bây giờ nhá. Đây chùa đấy là đó mà. Ngày mai á là em không có đi xin nữa. Rồi. Hiện nay là em xin 3 ngày được bao tiền rồi? Bây giờ thì anh ngồi xuống đây, anh ngồi xuống đi. Ừ. Bây giờ em khai cho anh biết sự thật này nhá. Ừ.
nhưng mà anh phải tắt máy quay đi anh khai được. Tắt máy quay đi mới khai được đúng không? Vâng. Em cứ nói đi rồi anh sẽ tắt cái đoạn đó đi nhá. Vâng. Em cứ nói đi anh sẽ tắt cái đoạn đấy. Anh phải tắt đi anh khai được. Rồi ok em. Bây giờ em nói đi, lát anh tắt cho em xem. Nhá. Cái khúc đó anh sẽ tắt đi cho em. Ok không? Ừ, ok em, nói thật đi. Anh Yến nói nhỏ ra em thôi. Thật ra chỉ là em nói, nhưng mà anh nói em khóc kệ em đó. Ừ. Thật ra nước nhìn em xin là không phải là em vào chùa. Ừ, rồi, đúng không? Mà em về chỗ mấy cái ông kia. À, vậy hả? Quyền của em mấy lần làm ở ngoài Bắc kia. À, vậy hả? Họ bác em bảo lên đi xin cho họ. Rồi, ok. Nhưng em không đồng ý. Rồi. Nhưng mà đây là do mẹ của em ép em vào đây. Mẹ em? Vâng. Mẹ em ép vào đây để đi xin cho người ta đúng không? Bởi vì là nhà em có. À, em chỉ nhà... ước ao mỗi một điều là em có một cái xe để đi thôi. Em ước ao xe gì? Xe X-Size. X-Size nhưng bây giờ em đang đau chân này, em có đau chân thật không? Em được khai với anh này. Em khai này, em đau chân như thực tế em không đau chân đúng không? Vâng. Nhưng mà anh đừng nói với anh. Rồi ok anh sẽ, giấu anh không nói cho ai biết. Xong rồi họ bảo là mày phải đi xin cho tao. Ừ. Tôi trả tháng lương cho mày. Một tháng lương nó trả em bao nhiêu? 6 triệu. 6 triệu. Nhưng mà em nghĩ lại là làm việc này là trái với lương tâm. Đúng, em nghĩ như vậy là đúng. Làm việc trái với lương tâm. Đúng. Em bảo là trên đời này tất cả những thứ gì mình có thể bán, nhưng lương tâm không được phép làm bán. Đúng. Em muốn trốn về nhưng mà chủ nghĩa em không biết nên không thể nào trốn về được. Bây giờ em muốn về đúng không? Vâng. Anh sẽ giúp em. Không được đâu anh ơi. Em về một mình thì không được. Thế em muốn về với ai? Còn ai nữa? Còn một bố già em nữa. Bố em đang đâu? Bố em đang ở đang đi làm ở dưới kia kìa. Cũng đi xin như thế này luôn đúng không? Vâng. Bây giờ như thế này nhá. Anh vâng. Cho em số điện thoại. Vâng. Nhá. Vâng. Ngày mai em sẽ liên hệ cho anh. Vâng. Khi nào em gặp bố em. Vâng. Tập trung hai bố con bàn nhau liên lạc với anh. Vâng. Anh sẽ giúp em. Vâng. Anh sẽ cho tiền em về quê. Vâng. Được không? Vâng. Hết bao nhiêu tiền anh bao em tiền về luôn. Vâng. Nhá. Bố em cũng hối hận lắm. Bố em cũng hối hận đúng không? Vì là bố em là người đi cùng với nó. À. Em bảo em cũng muốn vào. Thế một ngày này bây giờ anh hỏi em là em xin. Cái bọn đó ở đâu em? Em cứ nói thật. Từ vâng. từ khi em trong cộng đồng còn giúp em còn nhiều đó nữa. Còn nhiều thứ em còn yên tâm đi nhá. Em trong nhà em khổ sẽ cộng đồng sẽ giúp mỗi đó. Người một ít em hiểu thì không? Thì em cứ nói thật biết đi. Biết đâu để giúp em á có đó. Nhà cửa đàng hoàng em hiểu không? Đó. Nên thì... là em biết đâu em không phải tội gì em đi làm. Em cứ nói thật cho anh. Đó. Anh sẽ để giúp em. Ăn, em hiểu không? Nhá. Công việc của em là làm ở ngoài Hà Nội cơ. Ừ em làm gì làm ngoài một ngày có 4 tiếng thôi. Ừ. Cái nghề đấy là nghề dầm đồng làm ở dưới nước kéo cá cho người ta đấy. Cũng được đúng rồi. Theo có 6 triệu nhàn hơn. Ừ. Còn làm ở đây là từ 4 giờ sáng đến 10 giờ về nhà cơm nước xong lại ngủ. Ừ. Xong 1 giờ lại đi tiếp. Ui giời. Về nhà lại ngủ. Vậy rất khó. Làm đến 10 giờ lại ngủ. Em vẫn làm việc này làm việc trái với lương tâm. Đúng em nghĩ như vậy là đúng. Thì em nói là người ta làm không biết được bao nhiêu tiền mà mình cứ đi xin như vậy là thì khổ lắm. Đúng chính xác. Thì em nói là một ngày nào đó trong cho em thử em cứ đợi đến tháng 10. Đúng. Em chỉ xin những người đi ô tô đấy. Ừ. Rồi họ cho vài triệu đấy. Ờ. Bố còn chuồn về bố em họ ý là muốn về rồi nhưng mà không về được. Bởi làm sao không về được? Nó có nhiều người lắm. Nhiều người nào chỉ có hai bố con em hay sao mà là nhiều người? Nó có đàn em theo lưng. Đó. Đàn em theo lưng anh sẽ ok anh sẽ giúp em. Bắt xe cho em. Nhưng mà nó có bảo kê. Bảo kê thì cũng anh sẽ giúp được em. Bất kể bảo kê nào anh giúp được em. Được. Ok không? Được. Hứa mà anh. Lát anh cho số điện thoại nhưng giấu đi nghe nhá. Rồi lát anh sẽ ghi số điện thoại cho em. Giấu đi. Cho nó biết, nó không cho ra. Nó không cho nó biết cho nó kiểm tra. Vâng. Ngày mai em nhét vào trong cái nón này để nhá. Nói nhỏ thôi nghe không? Vâng. Nhá, nói nhỏ thôi, ngày mai sẽ liên hệ cho anh. Vâng. Hết bao tiền xe ở địa điểm nào, hỏi người ta địa điểm nào anh sẽ giúp em. Vâng. Mua vé cho em về quê. Vâng. Về biết đâu cộng đồng giúp đó, nhà em có cửa có nhà. Đâu em làm như thế này, anh nói cho em nghe, em làm như thế này em không được hưởng bao nhiêu cả. Cái thứ nhất, cái thứ hai là em sau này mang tội. Em hiểu không? Em biết đâu mình khổ này là cái nghiệp của mình rồi đó. Mà mình không biết tạo đó. Là thế cho nên là em làm như thế này là em làm giàu cho nó. Vâng. Nó sống trên bản thân của em. Nó lợi dụng cái lòng tốt của em để em làm như thế này để người ta thương em, để người ta giúp. Vâng. Nhưng thực tế là cái đồng tiền giúp này tại sao hồi nãy anh muốn hỏi em. Vâng. Anh hỏi em là mục đích là anh muốn giúp thực sự em. Vâng. Chứ còn nếu em xin cho người khác thì anh sẽ tính cách của em. Vâng. Còn nếu em xin mà em bị đau thực sự, em bị bệnh, anh sẽ giúp em. Em hiểu ý anh không? Vâng.
Nhưng bây giờ em đã khai thật rồi, em đã nói thật với anh. Vâng. Anh sẽ hứa anh danh dự anh sẽ giúp em. Nhưng mà em phải giấu cái số điện thoại đi. Chị ghi số cho em đi. Rồi lát anh sẽ ghi cho em số điện thoại. Đúng không? Sao em ghi gì? Lát ghi số điện thoại. Vâng. Có nghĩa là hiện nay là chân em đi được. Vâng. Đúng không? Vâng. Em không bị làm sao cả. Vâng. Nhưng mà ở đây vì bắt buộc. Vâng. Chúng nó bắt em phải như vậy. Đúng không? Vâng. Nhưng mà cái thằng đó tên là gì em không biết không? Tên là Minh ạ. Minh, người nó quê ở đâu? Nhưng mà địa chỉ nó ở đây ở chỗ nào em có biết không? Không, vì nó không biết cho biết số nhà. Mai á, nhà bọn nào có cái điện thoại chụp cái hình. Chụp cái hình nhá, cho anh xem cái số điện thoại. Em mới đang chụp lấy cái hình, em mới đang. Để biết cái địa chỉ đó. Người cứu em, anh sẽ giúp em. Em mới đang không á, em mới đang bảo làm khổ nhiều người khác nữa. Biết sao? Bảo kê nào anh cũng giúp được. Anh không sợ bảo kê nào cả. Nhá. Em có pháp luật, bảo kê nào cũng không qua pháp luật. Hiểu chưa? Hiểu ý chị nói không? Đó. Nhá. Anh sẽ giúp em. Mà nhá. Em biết đâu, em lại này cộng đồng giúp em mỗi người một tay một chân đấy, em biết đâu. Thế em bảo cuộc đời của em nó sung sướng lên. Đó. Chứ em tội gì em phải đi làm cho chúng nó ăn. Em bảo không? Em vào đây được mấy tháng rồi, em xin đi làm được cho người ta mấy tháng rồi? 4 tháng. 4 tháng đấy, mỗi một ngày là bình quân này, em nói thật là một ngày là bình quân này em xin được bao nhiêu tiền? Ừ. Hơn 400 một ngày là bình quân. Thế là cũng một tháng là hơn là 12-13 triệu đúng không? Mà thực tế là một tháng nó giải em mấy triệu? 6. Được có 6 triệu. Vậy là ăn hơn một nửa ha, đúng không? Đó. Cố em bảo là đây là mình nuôi nấu ăn chứ không phải. Đúng rồi. Chỗ em bảo chỗ nào? Hiện nay chỗ không, mình không chở được, chở lộ. Đúng rồi. Anh thì được. Đúng rồi, không chở được, không chở được. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ là nó về nhà nó hành hạ em. Đúng đúng đúng, hành hạ nhiều. Anh đi xuống lại đi cho em. Rồi ok. Em biết được thì em sẽ hỏi nó là địa chỉ này địa chỉ nào bé. Rồi. Đấy mai cháu có người vào làm. Đúng rồi. Biết địa chỉ em gọi cho anh chị đến cứu em luôn. Đúng rồi, ok nhá. Anh chị hứa với em. Rồi ok. Lát rồi ok anh sẽ hứa với em, anh sẽ giúp em nhá. Bắt tay anh nhá. Hứa là anh sẽ giúp. Anh sẽ giúp em. Nhá. Ừ. Rồi lát anh sẽ ghi số điện thoại cho em nhá. Rồi anh sẽ giúp em ngày mai bất kể địa điểm nào, khu vực nào em cứ hỏi là địa chỉ chỗ nào. Em biết đâu chỉ nói em này trong chùa không bao giờ. Anh lấy anh nghe em nói là xin tiền cho trong chùa là anh biết là em nói không đúng, nhưng anh muốn hỏi để anh giúp em. Các thầy bây giờ thấy không biết gì. Hôm nay chị ra đây em đến được ở đây ban ngày hay tối? Tối tầm trở về thì nó không biết. Rồi rồi. Nó không biết rồi ok vậy mai tối mai nhá. Rồi anh cố gắng anh sẽ giúp em. Anh giúp em. Anh hứa danh dự. Anh hứa danh dự anh sẽ giúp em và bố giúp bố em nhá. Ừ rồi ok em. Nhá. Rồi.